Hello, xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rác Bắc Tây Nguyên. Thì như thường lệ, thỉnh thoảng giữa các clip bán lan thì mình có chia sẻ một cái niềm đam mê khác, đó là bật lửa gypo. Bật lửa gypo thì hiện nay nó rất là đa dạng, và đặc biệt là cái giá cả của nó cũng nói so với cái mặt bằng chung, so với các cái loại dụng cụ tạo lửa bình thường thì Gippo nó đã có thương hiệu, cho nên là cái giá thành của nó cũng không hề rẻ. Tuy nhiên thì hôm nay cái lô Gippo mình lên là một cái lô Gippo rất là hợp lý. Hợp lý ở chỗ, thứ nhất nó là hàng mới chưa qua sử dụng, thứ hai là chính hãng là chắc chắn rồi, và thứ ba nữa là giá cả nó rất là phải chăng. Một cây Gippo trong cái lô ngày hôm nay thì đồng giá là 700. Hôm nay thì khai xuân ngày mùng 8 Tết, thì mình sẽ có một chính sách ưu đãi cho anh em mua Gippo. Thì toàn bộ cái Gippo ngày hôm nay, ngoài đồng giá 700 ra, thì bên mình còn free ship cho tất cả mọi người toàn bộ lô Gippo trong cái phiên clip ngày hôm nay. Thì mình nhắc lại, lô hôm nay là đồng giá 700, và tình trạng Gippo là tình trạng Gippo chính hãng Mỹ, mới hoàn toàn 100% chưa qua sử dụng. Và đặc biệt các cái chủ đề trên từng cái chipboard ngày hôm nay đều được khắc ăn mòn, khắc xuyên qua cái lớp mạ chrome tới cái lớp cốt, cho nên là đó là một trong những cái họa tiết bền bỉ nhất mà nó sẽ theo cái chipboard suốt đời, chứ không phải như là các cái họa tiết mà được điểm bằng sơn thì nó có thể bong ra theo thời gian. Còn họa tiết khắc ăn mòn xuyên qua lớp chrome và ăn tới cái lớp cốt đồng của từng cái Gippo, cho nên là nó sẽ bền bỉ tồn tại mãi mãi theo thời gian. Rồi, bây giờ mình sẽ lên từng cây. Mọi người chú ý, mình thích cây nào thì các bạn có thể chụp màn hình gửi lại cho mình qua cái số Zalo mình có để trên tiêu đề. Các bạn có thể kết bạn với mình qua Zalo hoặc là nhắn tin cho mình qua cái số Zalo đó. Hoặc các bạn có thể nhắn tin qua số điện thoại của mình cũng được. Thì mình sẽ thứ nhất là mình bao ship, thứ hai là nếu anh em nào mà cảm thấy chưa yên tâm, chưa tin tưởng thì mình có thể ship code đến cho các bạn nhận hàng. Các bạn được quyền kiểm tra, cảm thấy chất lượng của Gippo ok, đúng như mô tả, đúng như clip, mới hoàn toàn chưa qua sử dụng thì các bạn thanh toán tiền. Còn nếu bạn không ưng ý, các bạn được quyền trả về nếu như là do lỗi của bên mình. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi từng cây. Mình sẽ đi từng hàng theo thứ tự từng hàng nha các bạn. Đầu tiên, những anh em nào đam mê cái dòng xe máy Honda thì không thể bỏ qua cái cây Gippo này. Cây Gippo chủ đề Honda. Đó. Từ trên xuống dưới là đều khắc ăn mòn. Các bạn có thể thấy cái khi mình nghiêng, các bạn thấy cái màu họa tiết nó có hơi màu vàng xanh, thì đó chính là do là khắc ăn mòn bay cái lớp chrome bóng bên ngoài, thì nó tới cái lớp cốt đồng thì nó bị oxy hóa ra cái màu xanh đó. Đây là cái họa tiết bền bỉ nhất trong tất cả các loại họa tiết của Gippo. Các bạn có thể thấy này, Gippo chuẩn Mỹ, họa tiết rất là sắc sảo, chứ không phải là nhòe nhuyễn như thế như các cái loại hàng đều hàng dỗm. Rất là sắc sảo, các bạn có thấy không? Từng cái cọng tâm ngón tay nè, bạn thấy không? Từng cái sợi chỉ tâm của chiếc xe này nó sắc sảo cỡ đó. Đó, mọi người thấy không? Thậm chí là cái logo cánh chim ở trên cái bình xăng đây, logo cánh chim trên cái bình xăng của chiếc Honda 67 này rất là nhỏ, chỉ bằng đầu sợi tóc thôi nhưng mà cũng rất là sắc sảo. Đó. Cái này chỉ có công nghệ xịn của Gippo mới có thể làm được nha mọi người. Đó. Rồi, mới như như thế nào là một cái Gippo mới thì mọi người thể thấy nè, nó hoàn toàn mới ken chưa qua sử dụng nè. Đó. Đó. Cầm rất là mát tay, lạnh tay luôn chứ phải là mát nữa. Trong cái thời tiết này là cầm một cái Gippo lạnh cái tay rất là đã luôn mọi người. Năm sản xuất là 22, tức là ký hiệu của năm 2022. B là tháng 2, A, B, C là tháng 1, tháng 2, tháng 3. Đó. B là tháng 2. Tháng 2 năm 2022. Bradford là nhà máy, BR là một cái bang của Mỹ.
Made in USA là sản phẩm được sản xuất tại Mỹ. Rồi. Đây. À, mọi người xem này. À, mới là như thế này. À, lửa thì đây viên đá rin của nó đá vàng này. Đấy. Bánh xe ở đây, bấc đây. Bấc nó là chưa một lần đốt này mọi người. Đó, loại bấc là có lẫn cái sợi đồng. Đó. Bên trong chưa có một tí khói nữa nè mọi người đấy. Chưa có một tí khói nào luôn nha. Ruột. Đây. Đó. Toàn bộ lô chiếc bô này đều giống nhau nha mọi người. Đó, chưa từng chêm xăng luôn nha mọi người. Đó. Đang còn khô rang này. Đó. Rồi. Mọi người nhớ gắn thì gắn cho chắc xuống nha. Đó. Rồi. Mình xin phép qua cây số 2. Cây số 2 là một cái cây Zippo với cái biểu tượng là 5 cái mộc đáy Zippo qua từng cái giai đoạn. Nhà từ cái đời xưa nhất là Zippo chữ đứng, rồi Zippo thứ hai là chữ nhỏ, rồi Zippo chữ đậm đầu tiên, rồi Zippo chữ mảnh đứng, rồi đến cái thế hệ bây giờ là Zippo chữ đậm. Đó. Và nó được thể hiện tất cả lên một rất là sắc sảo lên cái cây Zippo này. Đó. Cây số 3 là cây chủ đề về cha con nắm tay nhau để là tình yêu của cha. Đó. Mọi người lưu ý là ruột tình trạng như thế nào thì mình đã làm mẫu ở cái clip ở cái cây đầu tiên, cho nên các cây sau mình sẽ không có làm lại nữa. Cây tiếp theo là một cái cây chủ đề về thuyền. Cái này có thể thấy, các bạn có thể thấy là một chiếc thuyền, được chưa? Trở về trên cái mặt biển bình yên. Cái này nó cũng tương tự như cái ý nghĩa của cái vinh quy bái tổ hoặc là bình yên trở về. À, với những cánh chim hải âu bay lượn. Một cái ý nghĩa, một cái cây Zippo có cái biểu tượng ý nghĩa rất là đẹp. Đây là một cái sự bình an may mắn trở về mọi người. Đây là làm quà tặng rất là ý nghĩa. Cây tiếp theo là một cái cây về cái chủ đề là quân sự. Trong đó thì Sean là một trong những cái lực lượng đặc nhiệm của quân đội Mỹ. Đó. Cái này thì mình chưa dịch ra nhưng mà nó liên quan đến President, tức là liên quan đến Tổng thống nữa các bạn. Một cái con biểu tượng một con chim đại bàng cầm các cái mũi tên. Marine United States Marine là ý nghĩa, đây là cái biểu tượng thủy quân lục chiến các bạn. Đây. Đó. Thủy quân lục chiến Mỹ. Một cái Zippo, một cái chủ đề rất là đẹp, rất là sắc sảo luôn. Thủy quân lục chiến Mỹ. Cây tiếp theo là về thương hiệu Marlboro, một cái thương hiệu với hai con sư tử đứng, hai con ngựa nhé, xin lỗi mọi người, hai con ngựa đứng châu trên biểu tượng như quả địa cầu. Marlboro là một cái thương hiệu xì gà thuốc lá rất là nổi tiếng và bật lửa nữa. Các cái lực lượng quân sự Mỹ tập trung trên một cái cây Zippo này. Đó. 6 cái logo đầy đủ các cái lực lượng. Quân sự thì quân lục chiến, không quân, đó, hải quân, đó, hàng không vũ trụ, vân vân. Đây là cái chủ đề, một cái Zippo về chủ đề hải quân Mỹ các bạn, Navy. Navy, trong đó lực lượng Navy Sean 6 là một trong những cái lực lượng khét tiếng của quân đội Mỹ. Một trong những thiết bị chiến đấu thay đổi cục diện chiến tranh thế giới, xe tăng. Xe tăng các bạn, trong này thì có liên quan đến Việt Nam.
Đấy. Một trong những cái mẫu vũ khí mà hiện nay cũng đang đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại luôn và không ngừng được phát triển, một cái mẫu xe tăng. Đây là một chủ đề quân sự rất là hiếm gặp trên các cái cây Jeepo mọi người. Mọi người không nên bỏ qua cái cây Jeepo này nhé. Dưới mặt đất thì có xe tăng, còn trên không thì ngoài máy bay chiến đấu tốc độ cao thì cũng không thể không bỏ qua vai trò của trực thăng. Trực thăng một trong những vũ khí chiến lược của lực lượng Mỹ. Ở đây thì lực lượng quân đội Mỹ đó các bạn, trực thăng UH-1A tham gia trong chiến tranh giai đoạn năm 1962 năm 1975. Đóng góp vai trò cực kỳ to lớn trong các cái cuộc đổ bộ, vận chuyển thiết bị quân sự cũng như là vận chuyển quân đội. Sắc sảo lắm mọi người, nhìn kỹ có thể thấy một người lính ngồi trên cái cửa của trực thăng luôn mọi người. Đó. Với một khẩu súng máy dài, sắc sảo cực kỳ luôn. Một cái chủ đề được thiết kế đặc biệt cho khu vực Đông Nam Á. Đó. Một con cá chép hóa rồng. Đó. Một con cá chép hóa rồng. Đây là một ưu ái đặc biệt cho khu vực Đông Nam Á. Một con cá chép cực kỳ tinh xảo, đầu đã hóa rồng, râu bay lượn. Anh em nào đam mê chủ đề Đông Á, chủ đề cá chép, chủ đề rồng có hình xăm này trên người thì đừng bỏ qua một cái cây Jeepo đẹp như thế này nhé. Một cây Jeepo đơn giản kỷ niệm gợi lại cái phiên bản kỷ niệm 50 năm 1932, là tức là khi Jeepo được ra đời năm 1982. Đây là một cái cây Jeepo kỷ niệm tái hiện lại cái giai đoạn cái thời kỳ 1982. Đó. 50 năm nha mọi người, 50 năm phát triển của Jeepo với một cái cây Jeepo chính giữa tỏa sáng cùng cái ngọn lửa. Một cái cây Jeepo với cái thương hiệu Marlboro rất là nổi tiếng lúc nãy mình đã nói. Trong đó đi kèm là cái họa tiết Vintage, cái họa tiết đến từ Ý, cái phong cách Italia. Rất là đẹp, rất là cầm trên tay mọi người, rất là sắc sảo luôn. Phong cách này rất là nghệ thuật. Cái nghệ thuật gì đó rất là châu Âu trên một cái cây Jeepo này. Một cái cây Jeepo khác cũng là phiên bản kỷ niệm 50 năm Jeepo với cái chữ 50 thôi, 1932-1982. Trong đó cái logo hình vuông, cái logo này, đây chính là cái mốc đáy cái giai đoạn Jeepo kỷ niệm cái giai đoạn Jeepo cái thời kỳ 1932-1982 với cái badge bên là 2032-695, 2032-695, cái số đó là cái số liên quan đến cái bản quyền của Jeepo trong cái giai đoạn đó. Một cái Jeepo này rất là sắc sảo nha mọi người, hai bông lúa rất là tinh tế luôn, đơn giản phong cách. Và dành riêng cho thị trường Việt Nam, cây Jeepo với cái bản đồ Việt Nam đầy đủ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đó, và các cái tỉnh thành dọc bờ biển. Đó, các cái tỉnh thành dọc bờ biển, dọc đường biên giới, dành cho anh em nào thích phượt và có cái trải nghiệm suốt từ hai đầu Bắc Nam Tổ quốc thì các bạn không nên bỏ qua cái Jeepo này. Có thể mua hoặc sưu tầm hoặc tặng. Đó. Đầy đủ các tỉnh từ Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Phú Quốc. Đó. Và cuối cùng phần thưởng cho ai đang thiếu đó là ông tổ của ngành Jeepo. Đó. Cùng theo với chữ ký của ông.
ông tổ của Jibbo nha mọi người, founder Fondi Jibbo 1932, người đã khai sinh ra cây Jibbo. Rồi như mình đã nói, toàn bộ Jibbo ngày hôm nay sẽ có đồng giá là 700.000, đồng thời khai xuân đầu năm bên mình sẽ bao ship cho tất cả mọi người. Và mọi người lưu ý là mọi người thích cây nào thì có thể gọi điện trực tiếp, nhắn tin hoặc chụp hình màn hình gửi qua Zalo cho mình để xác nhận đơn hàng, thì bên mình sẽ ship cho mọi người. Bên mình sẽ ưu tiên cho khách hàng chuyển khoản trước. Thứ hai, nếu mà các bạn có nhu cầu thì bên mình sẽ tiếp tục hỗ trợ là ship cốt, thu tiền tại nhà, mọi người được quyền kiểm tra. Tuy nhiên mọi người lưu ý là khi kiểm tra thì mọi người không, mình không đồng ý việc là mọi người đổ dầu lên lửa. Cái việc đổ dầu lên lửa là nếu mà các bạn mua xong các bạn thực hiện thoải mái, còn nếu mà các bạn chưa mua thì các bạn không test, tại vì là nó sẽ mất đi cái giá trị của cái cây Jibbo của mình, là một trong là những cái cây Jibbo mà chưa từng một lần lên lửa, nó có giá trị sưu tầm rất là cao. Còn nếu mà các bạn đã mua, đã lên lửa rồi thì các bạn vui lòng là không test, không test lửa, bọn mình không có vấn đề gì với Jibbo. Nhưng mà trường hợp, tránh cái trường hợp các bạn lý do này nó các bạn không mua thì nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm của mình, vậy thôi. Đó. Tại vì một khi mình đã đồng ý ship code thì có nghĩa là mình đã chấp nhận cho khách hàng, ưu tiên khách hàng hết cỡ. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Và mọi người ơn cây nào thì nhớ vui lòng là liên hệ với mình qua số điện thoại để trên tiêu này. Xin chào tất cả mọi người.